Đây là chùa Phù Dung Cổ Tự nha cô chú anh chị, với một cổng lớn và hai cổng nhỏ hai bên. Đây, Huy sẽ mời cô chú anh chị mình bước vào phía bên trong của ngôi chùa Phù Dung Cổ Tự. Đây cô chú anh chị, Phù Dung Cổ Tự. Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phù Dung Cổ Tự đến đúng không? Đi, let's go. Chơi. Có gì đâu ta. Đi từ từ á. Mũi vậy con dắt mà sao mà té. Nó trơn như con xuống nó mới dễ té lắm á. Lên đi chung mọt coi. Huy mến chào cô chú anh chị nha. Thì hiện tại Huy đang trên một cái đỉnh đồi từ cái khu di tích lăng mạch cũ đó cô chú anh chị, sẽ băng qua cái đỉnh đồi qua chùa Phù Dung. Đó, hiện tại Huy đang ở trên cái đỉnh đồi. Có một lư hương để mình thờ cúng và sẽ có cái lối đi xuống chùa Phù Dung. Thì Huy mời cô chú anh chị mình cùng đồng hành với Huy, cùng mình cùng leo xuống đỉnh đồi nha cô chú anh chị. Đây cũng như một cái núi nhưng mà thấp thôi, mình gọi là đồi đi ha. Đó. Nhìn rất hoang sơ, cảnh rừng núi hoang sơ. Rồi mình tiến hành leo xuống nè, lội xuống chùa Phù Dung. Đây cô chú anh chị. Đường này như coi bộ ít ai đi hết.
Đúng rồi đó, hợp lý anh. Đường núi mà làm được ngay, đường đi rất là hay luôn. Dọn chân đi kìa, dọn chân đi phải không? Cố gắng, cố gắng lên kìa. Cây nè. Đây là chùa Phù Dung cấu tự nhiên của chú anh chị, với một cổng lớn và hai cổng nhỏ hai bên. Đây Huy sẽ mời của chú anh chị mình bước vào phía bên trong của ngôi chùa Phù Dung cấu tự. Đây của chú anh chị, Phù Dung cấu tự. Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Khách đến tham quan du lịch rất là nhiều luôn. Đây là chùa Phù Dung nha cô chú anh chị, ngôi chùa nổi tiếng tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Chùa là dường như được xây dựng trên một cái eo của đồi á các chú anh chị. Phía bên trên là đồi, mình đi từ sau chùa màu lên cái đỉnh đồi đó sẽ qua được cái khu lăng mạ cũ. Khu lăng mạ cũ là người đã có công mà khai phá đất của thành phố Hà Tiên đó các chú anh chị. Và cái phần ngôi mộ của ông là phía bên kia đồi này các chú anh chị, phần mộ rất là lớn. Cùng gia phả con cháu của dòng họ Lăng Mạc cũ. Qua chưa? À, em có tới nè. Rồi. Đó, cô chú anh chị, đây là Phù Dung cổ tự. Bà Văn Em. Kiến trúc cổ kính rất là đẹp của chú anh chị. Đây là đoàn du lịch của Vy. Cổng chùa rất là hoành tráng luôn, rất là đẹp. Đây là lần đầu tiên Huy được trải nghiệm cái cảm giác mà đến những nơi cổ kính từ thời xa xưa. Đây, bé chuột ở nhà mình đây. Bác